Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đừng để những mệnh thuộc. Tôi sẽ chia sẻ lời Chúa với chủ đề phần thưởng của sự vâng lời. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Esai đoạn 1 câu số 19 đến câu số 20. Đây là một lời hứa rất là tốt lành từ nơi Chúa cho chúng ta, các con dân của Chúa. Chúng ta cùng nhau chung đọc lời Chúa. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng của Đức Giê-hô-va đã phán. Thưa ông bà anh chị em, đây là câu kinh thánh mà Chúa dùng tiên tri Esai để nói cho dân Israel, chứ không phải nói cho người ngoại bang, là những người có Chúa. Chúng ta biết rằng có những điều lời hứa, có những lời hứa của Chúa trong kinh thánh ấy, nó là những lời hứa có điều kiện. Và đây cũng là một trong lời hứa có điều kiện. Đó. Là có những điều thì chúng ta không cần làm gì thì Chúa vẫn cứ làm thành. Nhưng có những điều mà chúng ta không làm gì thì Chúa sẽ không làm thành. Ví dụ như là một cái điều không có điều kiện đó là gì anh chị biết không? Đó là sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi không có điều kiện. Khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu là chúng ta được sự cứu rỗi, không có điều kiện gì hết. Chúng ta không cần phải làm gọi là làm đủ việc lành thì chúng ta mới được nhận sự cứu rỗi không? Sự cứu rỗi đến bởi việc ăn năn và đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà sự ban phước thì không phải là không có điều kiện, sự ban phước thì là có điều kiện. Nên Chúa nói với dân sự Chúa, nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời thì sẽ được ăn các sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi không khứng nghe và bạn nghịch thì sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng là Chúa rất là nhấn mạnh tới cái vấn đề của sự vâng phục, vâng lời. Trong cái gia đình cũng như vậy, có quý vị phụ huynh thì chúng ta biết rằng là đối với vấn đề dạy con ấy, thì cái bài học lớn nhất mà trẻ con cần học đó là vâng lời. Chứ không phải là những kiến thức về khoa học, những kiến thức về toán học, lý học đâu. Cái bài học và cái kiến quan trọng nhất mà trẻ con cần phải được học từ bé đó là vâng lời. Bởi vì nếu như một người lớn lên ở trong một gia đình mà không học tập được vâng lời cha mẹ thì đi ra ngoài xã hội sẽ trở thành một công dân tốt, công dân tồi. Và đi đến trường thì sẽ trở thành một học sinh tồi. Và đi đến nhà thờ thì cũng trở thành một tín đồ tồi. Cho nên là cái bài học về sự vâng lời là cái bài học rất là quan trọng. Thì lỗi có cái gì nó cứ dập. Chúng ta xem lời Chúa trong Jeremy đoạn 42 câu số 6. Không cứ điều lành hoặc điều dữ, chúng tôi sẽ vâng theo tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, là đấng mà chúng tôi sai ông đến, để khi vâng lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi thì chúng tôi sẽ được phước. Được phước khi vâng lời. Chứ không phải được phước khi cầu nguyện. Thực hành một số những tham gia vào một số những cái nghi lễ hoặc những cái hoạt động trong sự thờ phượng không đủ điều kiện để chúng ta được phước. Chúng ta được phước nhờ sự vâng lời Chúa. Còn có một số người là còn suy nghĩ như này, là cũng là một cái suy nghĩ sai này. Một số người nghĩ rằng tham gia vào hội thánh này được phước, còn tham gia vào hội thánh kia thì không được phước. Tham gia vào hội thánh nào lớn thì được phước, mà tham gia vào hội thánh nào nhỏ thì không được phước. Đó cũng là suy nghĩ sai. Chỗ nào trong Kinh Thánh dạy như vậy? Chúng ta được phước nhờ đâu? Nhờ sự vâng lời Chúa. Rồi. Chúng ta không được phước nhờ tham gia vào những cái nghi lễ. Chúng ta không được phước nhờ tham gia vào các hoạt động của hội thánh, mà chúng ta được phước nhờ sự vâng lời Chúa. Nên động cơ sâu xa của việc tham gia vào tất cả các hoạt động nó phải là đến từ sự vâng lời. Và sự vâng lời thì luôn luôn có phần thưởng anh chị em. Chúng ta biết rằng một nhân vật mà rất được đề cao trong Kinh Thánh đó là Abraham. Abraham vâng lời của Chúa, từ bỏ quê hương bà con mình đi đến một nơi mà Chúa chỉ cho. Kinh Thánh nói rằng ông đi đến đâu thì Chúa chỉ đến đấy. Ông đi mà không biết mình đi đâu, bỏ nghề nghiệp, bỏ công việc, bỏ tất cả những sự thành công, bỏ tất cả sự ổn định đó để đi đến một cái nơi mà Chúa chỉ cho để hình thành một dân tộc mới. Và cái phần thưởng của sự vâng lời đó là gì ạ? Đầu tiên là ông nhận được một lời hứa. Lời hứa đó là dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Và ông được cái sự bảo vệ rất đặc biệt từ nơi Chúa. Trong khi ông còn sống đó thì sao? Phước lành của Ngài đến trên Abraham rất là nhiều, và Abraham rất là giàu có. Chúng ta thấy Abraham giàu có cả về mặt thuộc linh lẫn về mặt thuộc thể. Và khi Abraham chết đi thì sao? Ông để lại được một người con tên là Isaac, và từ người con này thì sinh ra cả dân tộc Israel. Và từ dân tộc Israel đấy thì sinh ra gì? Sinh ra Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và từ Chúa Giê-xu thì sinh ra ai? Sinh ra chúng ta, sinh ra hội thánh của Ngài. Cho nên sự vâng lời của Abraham đã dẫn đến cái kết quả là ông được phần thưởng và những người khác được phước theo. Cho nên sự vâng lời luôn luôn dẫn đến những tốt đẹp cho đời sống của một người đi theo Chúa. Chị em ạ. Nhưng mà đây cũng là một điều rất là khó, không phải dễ dàng đâu. Bởi vì khi mà
Kinh Thánh dùng cái từ vâng lời. Vâng lời là khi mình không muốn thì mới gọi là vâng lời, chứ còn đâu nếu mà nó dễ dàng thì mình đâu cần phải vâng lời. Khi mà Kinh Thánh nó dạy vâng lời là Chúa bảo mình làm những việc mà mình nó ngược lại với cái điều mà mình mong muốn, ngược lại với cái xác thịt của mình. Chúng ta xem trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 2 câu số 3. Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ luật pháp, điều răn, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, làm được điều hay là đi nơi nào cũng đều được thành công. Chúa nói gì với dân của Chúa? Đó là nếu mà muốn được thành công thì phải làm theo mọi lời của Chúa dạy. Làm theo mọi lời chứ không phải làm theo một số lời, còn lại một số lời nó không phù hợp thì thôi, bỏ lại. Thì phần lớn các cơ đốc nhân chúng ta không có được sự chúc phước từ nơi Chúa, bởi vì chúng ta chỉ làm theo một số điều chứ không phải chúng ta làm theo tất cả mọi điều Chúa truyền dạy chúng ta. Kinh Thánh nói rằng là nếu như ai vi phạm một điều thì cũng coi như là phạm hết thảy. Tức là Chúa dạy chúng ta 10 điều nhưng mà chúng ta lại bỏ đi mất một điều, chúng ta chỉ giữ 9 điều thôi, chúng ta bỏ đi 9 điều mà chỉ giữ điều thôi thì cũng coi như là bỏ đi tất cả. Và cái lý luận đôi khi chúng ta lại lý luận rằng là quân cửu kiện vì mình chưa có những cái gì đó thuận lợi để chúng ta vâng lời Chúa. Nhưng anh chị em ơi, khi chúng ta vâng giữ lời Chúa thì chúng ta đòi hỏi cái sự vâng lời một cách tuyệt đối. Sách Sử Ký thứ nhì đoạn 26 câu số 5. Trong đời của Sa-cha-ri thì là người thông hiểu các dị tượng của Đức Chúa Trời. Ô-xia rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người được may mắn bấy lâu. Ô-xê tìm kiếm Chúa bao lâu thì được may mắn, được phước, được sự chúc phước của Ngài bấy lâu. Sự tìm kiếm ở đây á, nó không phải như tôi nói là không phải chỉ là tham gia các nghi lễ đâu, mà sự tìm kiếm đây thực sự là một sự vâng lời Chúa. Nên cuộc đời của chúng ta vâng lời Chúa đến bao nhiêu thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta đến mức độ bấy nhiêu. Ai cũng muốn phước hạnh, ai cũng muốn được đầy dẫy ân điển từ nơi Chúa, ai cũng muốn được quyền phép, ai cũng muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ai cũng muốn là nhân danh Chúa cầu nguyện người bệnh được lành, ai cũng muốn là nhân danh Chúa cầu nguyện tà ma nó ra khỏi người khác. Mình cầu nguyện đến mình cầu nguyện đến người khác, ai cũng muốn là đời sống của mình được dư giả, được phước hạnh cả về mặt kinh tế và tài chính. Nhưng mà vấn đề là ai trong chúng ta là người sẵn sàng vâng lời, và vâng lời ở mức độ nào? Khi lời Chúa dạy chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm lại thì chúng ta lại lý luận là sao? Thì thôi thì một tháng đi mà nghỉ một tuần cũng được, đi ba tuần cũng được rồi. Thì đấy là lý luận của mình. Cái sự vâng lời ấy, nó là một cái gói trọn vẹn khi mà chúng ta quyết định để làm chọn những cái gì mà lời Chúa dạy chúng ta. Quý vị biết rằng là cái ý nghĩa của phép báp têm là gì không ạ? Phép báp têm ấy, cùng chết, cùng chôn và cùng sống lại với Chúa. Mình với Chúa trở thành một. Đó là về ý nghĩa thuộc linh, nhưng mà thực sự trong đời sống chúng ta có trở thành một với Chúa hay không? Tôi nói rằng là ngay khi chúng ta tin Chúa, ngay khi chúng ta nhận lễ báp têm thì tự nhiên chúng ta đã trở thành cái người hoàn toàn giống với Chúa. Tất nhiên đó là một tiến trình. Nhưng mà cái tiến trình đó nhanh hay chậm nó tùy thuộc vào quyết định của mỗi một chúng ta. Có những người đi theo Chúa 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm rồi mà nhìn lại cái phần giống Chúa rất ít. Nhưng có những người mới đi theo Chúa thôi nhưng mà cái phần giống Chúa nó rất nhiều. Như vậy nó nằm ở đâu? Nó không nằm ở cái khoảng thời gian, nó nằm ở cái tâm của chúng ta đấy. Cái tâm của chúng ta ngay khi mình đã quyết định đi theo Chúa là mình quyết định chọn tâm mình đi theo Chúa, mà quyết định làm theo lời của Chúa đấy, thì chúng ta sẽ làm được. Tôi có đi làm chứng cho một người quen, và người này nói rằng là từ từ đã, tôi từ từ đi theo Chúa. Thì tôi cứ khuyến khích là bây giờ anh cứ quyết định đi theo Chúa, rồi dần dần anh học, anh hiểu, anh sẽ hiểu và anh sẽ thực hành lời Chúa. Mà không, tôi một khi mà tôi đã đi là đi hết lòng luôn. Là bây giờ tôi chưa quyết định, mà khi tôi đã quyết định là đi hết luôn, không phải là chủ nhật mà kể cả đi 7 ngày trong tuần tôi cũng đi. Đấy, anh chị em thấy mà, đấy là cái người ngoại đạo, người ta hiểu như thế đấy. Tất nhiên không phải tất cả mọi người hiểu như vậy, nhưng mà tôi đã từng đi làm chứng là có người ta nói như vậy với tôi ấy. Và bây giờ tôi chưa đi theo Chúa được. Nhưng mà ta xác định là một khi tôi đã đi theo Chúa thì kể cả đi đến nhà thờ 7 ngày trong một tuần tôi cũng đi, bỏ hết. Còn bây giờ tôi xác định là tôi chưa đi theo Chúa được vì tôi chưa bỏ được mọi cái. Nhưng mà đặt ngược lại câu hỏi, nên những người ngồi trong nhà thờ, những người ngồi trong nhà thờ đã xác định được là nếu như mình phải đi với Chúa với cái thái độ như vậy thì mình có đi được hay không? Và đôi khi chúng ta thêm một buổi cầu nguyện thì chúng ta lại thấy nhiều quá. Đi lễ nhiều quá, đi cầu nguyện nhiều quá, đi tham gia công việc nhiều quá. Tôi dần tôi đi vào trong những cái cộng đồng mà có nhiều người Công giáo họ sinh sống ấy, thì tôi thấy rằng là họ đi đến nhà thờ cầu nguyện hàng ngày luôn, ngày nào cũng đến nhà thờ cầu nguyện. Và mấy anh em tin lành mà sống ở xung quanh cộng đồng người Công giáo sẽ thấy cái giờ mình bắt đầu chuẩn bị đi lễ thì người ta đã đi lễ về rồi. Và tôi có những một số những cái người bạn Công giáo bảo có những khi sáng vẫn còn đang ngủ nhưng mà bắt buộc phải dậy, không dậy thì bố mẹ
véo cho phải dậy bằng thôi để cầu nguyện. Xong bắt đầu mới làm gì thì làm. Và ngày chủ nhật ấy, mà đúng vào ngày mùa ấy, thì là cứ phải đi lễ xong rồi ra đi gặp. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta tự hào là mình có Kinh Thánh, tự hào là mình hiểu Kinh Thánh, nhưng mà đôi khi chúng ta có thực hành được theo lời của Chúa không? Đôi khi chúng ta cảm thấy là rằng co một chút xíu hay là đi với Chúa thêm một chút thì mình đã cảm thấy thiệt hại rồi. Mình cảm thấy thiệt. Dâng cho Chúa một tí là mình đã cảm thấy sao dâng nhiều thế? Như vậy sự vâng lời ấy, thực sự đó là sự vâng lời nó sẽ thiệt hại cho bản thân mình. Còn khi mà cảm mình trong lòng mình cảm thấy không có cái gì mình bị thiệt hại đấy, thì chưa hẳn chúng ta đã hoàn toàn là vâng lời Chúa đâu. Đôi khi Chúa sẽ bảo chúng ta làm những việc mà mình cảm thấy cực kỳ là khó. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 19 chúng ta cùng xem. Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Phi-e-rơ và Giăng bị làm sao? Bị bắt, bị đánh vì đi giảng đạo. Họ cấm những người này đi giảng đạo. Chặt lại những người này này. Đây là cách Phi-e-rơ trả lời đấy. Bây giờ các ông cấm tôi giảng đạo Chúa phải không ạ? Thì đây là câu trả lời của chúng tôi. Thì bây giờ tôi vâng lời Chúa hơn hay là vâng lời các ông hơn đấy? Và mấy tuần trước tôi đi đến Lâm Đồng gặp một gặp các anh em đều cảm động về câu chuyện của họ hết. Nhưng mà trong đó có một người mà phải nói rằng là tôi ấn tượng nhất, đó là cũng là anh em người dân tộc. Ông bây giờ ông là mục sư quản nhiệm, phụ trách hơn 50 hội thánh. Ông ấy làm chứng này. Ông là người đầu tiên tin Chúa trong làng. Cái thời kỳ sau giải phóng ấy, bị bắt bớ rất nhiều. Họ đưa ông ấy đi không biết bao nhiêu lần lên trên xã, trên phường. Họ rêu rao khắp nơi, họ tịch thu đất, tịch thu nhà. Họ đánh đập ông ấy. Nhưng ông quyết tâm không bỏ Chúa, giữ vững đức tin và tiếp tục truyền giáo, danh Chúa. Và đấy là sự kêu gọi của Chúa cho ông. Và anh chị em ấy, tôi hỏi, thế là bây giờ cái dân tộc của ông là có khoảng bao nhiêu phần trăm người theo Chúa? Thì ông nói rằng là khoảng tầm 80% người dân theo Chúa. Nhưng mà nếu không có những con người trả giá, nếu như không có những con người mà bền bỉ, nếu như không có những con người sẵn sàng bỏ mất cả đất ruộng, mất cả nhà cửa, cả danh dự, mất cả mọi cái, thì làm thế nào? Có thể 80% dân số trong dân tộc của họ tin Chúa. Cái sự vâng lời ấy, nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy có thiệt hại gì đó. Công vụ đoạn 5 câu 29, Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời con người. Khi mà những yêu cầu của những người khác mà ngược lại với lời của Chúa, thì thà vâng lời Chúa không vâng lời con người. Các cơ đốc nhân đầu tiên khi họ tin Chúa là họ sẵn sàng hy sinh mạng sống. Họ đang chấp nhận bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Những người tin Chúa trong 3 thế kỷ đầu tiên là khi họ tin Chúa là họ sẵn sàng chịu chết. Anh chị em có biết điều đó không ạ? Cho đến tận ngay bây giờ, những người tin Chúa ở quốc gia Hồi giáo cũng như vậy. Rất nhiều người trong số họ tin Chúa một cách âm thầm, nhưng mà họ đã xác định rằng là nếu như họ bị phát hiện ra tin Chúa thì họ cũng thể sẵn sàng chịu chết. Bởi vì luật của Hồi giáo là anh sinh ra Hồi giáo thì anh phải chết, là người Hồi giáo không bao giờ được phép cải đạo. Và những tôn giáo khác mà truyền đạo cho người Hồi giáo là cũng bị xử theo pháp luật. Anh chị em biết là tại Malaysia cách đây khoảng 2-3 năm ấy, có một cái vụ án, đó là một ông mục sư, ông ấy cưu mang truyền giáo cho người Malayu. Vì là ở tại Malaysia thì có 3 dân tộc chính sinh sống, đó là người Malayu, người Hoa và người Ấn Độ. Và cái nhóm dân tộc nữa là nhóm dân tộc bản địa. Thì cái 3 nhóm dân tộc kia là 3 nhóm dân tộc chính. Thì ông mục sư là người Hoa, ông ấy truyền giáo cho người Malayu. Mà trong luật pháp của Malay là không được truyền giáo cho người Hồi giáo. Anh được truyền giáo cho tất cả các nhóm dân ngoại trừ người Hồi giáo. Nhưng mà lời của Chúa dạy điều gì? Lời của Chúa dạy điều gì? Phải đem phúc âm của Chúa cho tất cả các dân tộc. Khi tôi đến đó, tôi cũng được nhắc nhở rằng là không được phát chứng đạo đơn cho người Hồi giáo. Có thể phát chứng đạo đơn cho các nhóm dân, nhưng mà những người Hồi giáo không được phát chứng đạo đơn. Phát ở đâu, họ tìm đến tận cái nhà thờ đó, họ có thể đóng cửa nhà thờ luôn. Cho nên các hội thánh ở đó là họ giữ một cái khoảng cách nhất định đối với cộng đồng Hồi giáo. Và trong các cái buổi lễ ở nhà thờ đều có, thường là sẽ có công an chìm đến đấy để dự lễ, để xem anh nói cái gì ở trong nhà thờ. Tôi biết là có một ông mục sư, có nhiều người, nhưng mà có một ông mục sư, ông ấy hoạt động rất tích cực trong việc truyền giáo cho người Malayu một cách âm thầm. Và cái đây mấy năm thì họ bắt cóc ông ấy và
và đến bây giờ vẫn mất tích. Vâng lời Chúa không phải là chuyện dễ dàng, anh chị em ạ, không phải là chuyện dễ dàng. Vâng lời Chúa là chuyện rất khó đấy, bởi vì nó có thể làm thiệt hại đến mạng sống chúng ta, nó có thể làm thiệt hại đến kinh tế chúng ta, nó có thể làm thiệt hại đến rất nhiều thứ thuộc về chúng ta. Nhưng không có cách nào khác, chúng ta phải vâng lời Chúa. Khi Chúa dạy chúng ta hãy đi khắp nơi giao giảng phúc âm cho mọi người, thì chúng ta phải có trách nhiệm đi khắp nơi giao giảng phúc âm. Mình muốn hay không muốn, mình vẫn cứ phải đi. Chúa bảo với Abraham một mạng lệnh trong khi cuộc sống Abraham đang yên ổn. Anh chị em thử suy nghĩ xem, nếu anh chị em không có một cái gì trong tay đó, không có một cái gì trong tay mà bây giờ Chúa bảo là bây giờ rời đi nơi này nơi khác để làm công việc Chúa, thì amen, cảm tạ ơn Chúa, quá dễ. Nhưng khi chúng ta có nghề nghiệp ổn định, thu nhập hàng tháng của gia đình của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc công việc của mình, và tất cả mọi cái đều rất ổn định, rất tốt ở tại cái chỗ mình đang sinh sống, thế bây giờ Chúa bảo là bán hết tất cả mọi cái để đi đến nơi mà ta bảo con đi, thì lúc đó cái sự vâng lời thật sự mới được đánh giá, mới được thử thách. Chúng ta biết OC là một tiên tri của Chúa, một thanh niên lớn lên đầy hy vọng, đầy triển vọng, đầy sự sức giàu của Chúa. Một ngày kia Chúa nói với OC, khi OC đến tuổi kết hôn, Chúa nói là bây giờ con với một cái người đàn bà ở trong cái ổ mại dâm. OC nói với Chúa, tại sao Chúa lại bảo con làm điều đó? Chúa bảo đi chuộc cái người đàn bà đấy về, lấy tiền chuộc con về để lấy làm vợ. Nhưng mà ta nói trước với con, sau khi con chuộc cái người đàn bà đấy về lấy làm vợ thì đẻ ra con nó lại đi ngoại tình tiếp đấy. Mà OC làm sao? Thái độ của OC là tiếp tục vâng lời Chúa. Sau đi khi đi đẻ ra con đi ngoại tình rồi sao? Chúa lại bảo lấy tiền chuộc về. Anh chị em thấy rằng vâng lời Chúa không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà Chúa nói với OC rằng là cái hôn nhân của con ấy để minh họa cho cái hôn nhân của ta đối với đất nước Israel. Ta đã cưới dân tộc Israel thế nào? Chúng ngoại tình trong tình yêu thương và sự thương xót của ta. Ta đã chuộc về dân Israel từ những chỗ nô lệ tội lỗi để đem chúng trở thành một dân tộc. Nhưng chúng nó ngoại với các thần tượng của ngoại bang. Thế anh chị em thấy không ạ? Sự vâng lời không phải là chuyện dễ dàng. Đôi khi chúng ta chỉ vâng lời Chúa khi mọi cái đều thuận lợi thì đấy chưa hẳn là sự vâng lời. Chúa sẽ cho những sự thử thách xảy đến. Cứ chủ nhật hàng tuần chúng ta đi thờ phượng Chúa, nhưng mà đùng cái chủ nhật lại giữa mưa to. Hay mình đi thờ phượng Chúa, đến hội thánh, hay là mình ở nhà mình thờ phượng online. Mình vẫn đang trung tín dâng hiến đều đặn cho công việc Chúa, đùng một cái là thu nhập của mình bị thâm hụt, bị ít đi. Lúc đấy thử thách cho mình có còn trung tín dâng hiến với Chúa hay không. Mình vẫn đang đi chia sẻ với Chúa, đùng cái mình bị cảm, bị ốm, nằm ở nhà mình không đi được, thì xem là lòng mình có còn hướng tới những tha nhân cầu nguyện cho họ và tìm cái cách để có thể tiếp tục chia sẻ với đức tin cho họ hay không. Cái sự vâng lời nó không phải là chuyện dễ dàng anh chị em. Sự vâng lời, khi chúng ta chấp nhận vâng lời là chúng ta chấp nhận những sự thiệt hại cho chính mình. Chúa bảo với Jeremy này, ngươi hãy đi nói với vua về sự ăn năn. Nhưng ta nói trước với ngươi rằng khi ngươi giao truyền sứ điệp ăn năn cho vua và cho dân Israel sẽ không nghe ngươi. Họ sẽ tìm cách hại ngươi. Jeremy biết điều đó nhưng ông vẫn vâng lời. Quý vị biết Jeremy đi làm gì không? Đi gặp vua, nói sứ điệp của Chúa cho vua. Ông vua ông bảo bắt thằng tiên tri lại. Quăng nó xuống. Rồi nhốt nó vào nhà. Khi Jeremy nói lời của Chúa thì vua khinh rẻ lời đấy. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng là mọi cái nó phải ok, nó phải thuận lợi, đi theo Chúa, phục vụ Chúa nó phải tốt đẹp, nó phải cái gì nó hứng khởi, có người theo mình, có người ủng hộ mình, mọi người vỗ tay cho mình. Không, vâng lời Chúa là việc không hề dễ dàng một chút nào. Nó đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận cái sự thiệt hại cho bản thân mỗi một chúng ta. Nếu như không có những con người vâng lời Chúa để rời đất nước Mỹ, đất nước Canada để đem tin lành tới Việt Nam thì ngày hôm nay không có chúng ta. Nếu không có những người đất nước, những giáo sĩ
rời đất nước Mỹ để đến trong trại tị nạn Hồng Kông thì đã không có tôi ngày hôm nay. Cho nên vâng lời Chúa sẽ không dễ dàng, nhưng vâng lời Chúa nó có phần thưởng của sự vâng lời. Khi chúng ta vâng lời Ngài thì Ngài sẽ đến ban thưởng lại cho mỗi một chúng ta, anh chị em. Thứ hai đó là sự vâng lời Chúa là vâng lời cả trong những cái sự thử thách, những sự khó khăn nữa. Chúng ta xem trong sách Philip đoạn 2 câu số 12. Ấy vậy hỡi những người rất yếu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng vâng, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc của mình. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 2 câu số 9, sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô: bởi chưng tôi viết thơ cho anh em cốt để thử anh em có vâng lời trong mọi sự hay không. Chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta vâng lời Chúa, vâng lời người dẫn dắt thuộc linh của mình, người lãnh đạo thuộc linh của mình, những con cái ở trong gia đình vâng lời cha mẹ, những công dân ở trong đất nước vâng lời những người lãnh đạo đất nước. Đó là ý muốn của Chúa. Không những chỉ lúc mà, như Phao-lô nói, không phải chỉ lúc tôi có mặt, mà ngay cả lúc tôi vắng mặt, anh chị em có vâng lời hay không? Tôi thấy cái điều này là điều khá là khó đấy. Điều khá là khó. Bởi vì tôi quan sát từ trong các bạn trẻ con ở đây đó, là cứ có mặt mình thì các bạn ấy nghe, nhưng mà vắng mặt mình cái là nó ra khác ngay tức. À, mình đã nói, mình đã phân tích rồi, nhưng mà đến khi vắng mặt mình cái là khác, còn có mặt mình lại khác. Nên nó trở thành một cái nếp tư duy trong đời sống của Cơ Đốc mà chúng ta cũng không nhận thức được. Nên chúng ta phải cẩn thận rằng chúng ta vâng lời Chúa không những là chỉ có ai giám sát thì mình mới vâng lời, anh chị em ạ, mà chúng ta vâng lời Chúa vì Chúa đấng vô hình luôn luôn giám sát mỗi một chúng ta. Amen. Chúng ta xem trong sách Samuel thứ nhất đoạn 15 câu số 22. Samuel nói với Saul: Đức Giê-hô-va có đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài hay không? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ trên đực. Vua Saul là vị vua đầu tiên của dân Do Thái. Vấn đề của Saul là như này: lúc đầu khi mà vua được sức giàu làm vua thì ông rất tốt, ông rất khiêm nhường và ông cũng nói tiên tri. Ông đi vào trong hội tiên tri và ông cũng được nhận được sự sức giàu tiên tri và nói tiên tri. Nhưng mà dần dà thì ông đã lánh xa cái đường lối ban đầu và trở nên bất tuân lời của Chúa. Khi Chúa bảo với ông rằng là khi đánh dân Amalek là phải diệt sạch, không để cho người và vật sinh sống, thì cuối cùng ông lại để cho vua Aga sinh sống và giữ lại những con vật tốt nhất. Đến khi Samuel nghe thấy tiếng kêu đó, nên tiên tri Samuel hỏi Saul: thế tiếng kêu của những con vật kia là gì? Thì ông Saul lại biện hộ và nói sao: tôi giữ cái này để dâng cho Chúa. Chúa bảo diệt, nhưng khi mình không vâng lời ấy, thì mình lại nói rằng là giữ để dâng cho Chúa. Thế cho nên là Samuel mới nói rằng là sự vâng lời tốt hơn của tế lễ và sự nghe theo tốt hơn mỡ trên đực. Và Saul nói: bởi vì người bất tuân lời, cho nên là Đức Giê-hô-va sẽ lìa bỏ nhà ngươi và không lập ngươi làm vua nữa. Sự sức giàu cất ra khỏi Saul và Thánh Linh rời khỏi Saul và tà linh đến nhập Saul và Saul bị đau khổ ở trong cơ thể của mình. Mỗi khi tà linh nó hành động thì Saul rất là đau đớn ở trong cơ thể. Và cuối cùng cuộc đời của ông thì ông chết trong sự đau đớn và sự sỉ nhục vì sự bất tuân lời của Chúa. Đến khi mà chúng ta chọn lựa để mà đi theo cái đường lối riêng của mình thì cái hình phạt của Chúa có thể đến trên mỗi một chúng ta. Mặc dù chúng ta là con cái của Chúa, ta biết Chúa là đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và hay đổi ý về tai vạ. Nhưng bên cạnh đó thì Chúa là đấng công bình, Ngài còn là đám lửa hay thiêu đốt nữa. Khi mà Saul không nghe theo lời của Chúa thì Chúa không trả lời ông bằng bất cứ hình thức nào hết. Trong cái trận chiến mà trước lúc mà ông phải đối diện nguy hiểm đến mạng sống ấy, đó, ông tìm mọi cách để cầu hỏi đến Chúa. Chúa không trả lời với bất kỳ nào. Gặp tiên tri cũng không có tiếng nói của Chúa. Đi vào trong đền thờ cầu hỏi Urim và Thumim cũng không có. Urim và Thumim là hai cái viên ngọc mà thầy tế lễ đeo ở trên cái
nó là phần của cái những cái viên ngọc đeo ở trên cái bảng trên ngực của thầy tế lễ đấy. Và họ dùng để cầu hỏi ý Chúa, vì khi mà cái viên ngọc nó đổi màu thì người ta biết được là đấy là ý muốn của Chúa trong thời kỳ cựu ước. Dùng mọi cách ông hỏi ý Chúa, xem ý Chúa như nào thì Chúa đều im lặng hết. Quý vị biết ông làm bằng cách nào? Khi Chúa không trả lời, đã thế thì cho Chúa biết tay luôn, cầu bảo bóng. Chúa không trả lời tôi phải không? Không trả lời tôi cầu bảo bóng. Nên cuộc đời của người đi theo Chúa, chúng ta không cẩn thận, chúng ta dễ rơi vào trong tình trạng giống như Sao Lớn. Cầu Chúa, Chúa không trả lời. Mà mình không tự hỏi là tại sao Chúa không trả lời mình, nhưng mình lại hỏi tại sao Chúa không trả lời. Mình phải hỏi là tại sao là mình Chúa không trả lời mình ấy. Có cái lý do gì ở nơi mình sai hay không mà Chúa không trả lời, chứ không phải là Chúa có cái lỗi gì hay không. Khi cuộc đời của mình đi theo Chúa mà có cái nhiều cái vấn đề triền miên ở trong sự thất bại, hỏi tiếng Chúa mà Chúa không nghe, Chúa không nói gì, thì mình thì tự xem lại mình có vấn đề gì đối với Chúa hay không. Vì Chúa nói chiên ta nghe tiếng ta, và chắc chắn chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa. Nếu mình là chiên của Chúa, mình nghe được tiếng của Chúa mà mình câu hỏi Chúa nói hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho. Thế khi mà chúng ta cứ bị mắc kẹt hoài trong một cái vấn đề trong một thời gian dài thì đôi khi chúng ta phải xem lại xem là mình có cái vấn đề gì, chứ không phải là Chúa có vấn đề gì. Khi mình không nhìn thấy mình có vấn đề gì thì mình đổ tội hết cho Chúa, đổ cho hội thánh, đổ cho người này, đổ cho người kia. Đó. Và tệ hại hơn đó là Sao Lơ đi cầu bà bóng. Chúa mà không phán thế thì thôi, đi cầu bà bóng cho xong. Nên có những người trong cái quá trình mà tôi chăm sóc về thuộc linh, tôi thấy có những người đi theo Chúa đời sống ngặt nghèo. Và sau một thời gian thì họ quyết định thôi bỏ Chúa, không đi theo Chúa. Là họ nói rằng là đi theo Chúa, từ ngày đi theo Chúa chẳng thấy điều tốt, toàn thấy điều không tốt. Tôi xin hỏi anh chị em là khi mình đi theo Chúa, mình thấy những điều không tốt, đấy là lỗi của mình hay lỗi của Chúa? Khi mình đi theo Chúa mà không thấy phước hạnh của Chúa là mình đã có những cái điều sai. Bởi vì phước hạnh không tự nhiên mà đến, phước hạnh là có điều kiện. Mình có kiên trì trong sự vâng lời Chúa hay không? Mình có hoàn toàn vâng lời Chúa hay không? Đức Chúa Giêsu cũng có nhiều cái sự tranh chiến khi Ngài ở trên trái đất này. Vì Ngài khi Chúa giáng sinh làm con người thì Ngài có cái xác thịt y như chúng ta. Ngài cũng đói, Ngài cũng khát, Ngài cũng sợ, Ngài cũng đau. Cho nên khi mà Chúa Giêsu kiêng ăn 40 ngày ấy, thì Ngài cũng đói. Chính vì vậy ma quỷ mới đến cám dỗ Ngài chứ. Còn nếu mà Ngài không đói thực sự thì nó cám dỗ làm cái gì? Chúa Giêsu thực sự đói và Ngài cũng có cái sự giằng co. Nhưng mà Chúa Giêsu nguyện theo ý của Ngài, chiều theo ý của Cha Ngài, cho nên Ngài nhận được cái sự thêm sức từ nơi thiên sứ. Nên khi mà chúng ta chiều theo ý của Chúa thì Chúa sẽ đến thêm sức, thiên sứ sẽ đến thêm sức cho chúng ta. Nhưng mà mình không chiều theo ý của Chúa trong cái lúc giằng co như vậy đó, thì chúng ta cứ muốn gió theo chiều nào theo chiều đấy, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ không thể thêm sức cho chúng ta được. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane trước lúc Chúa Giêsu bị bắt ấy, thì cái giằng co nó mạnh đến nỗi nào mà Chúa nói xin cho cất cái chén này đi, cất cái chén đắng này đi nếu mà Chúa cho phép. Tuy vậy không theo ý con mà theo ý của Cha. Khó lắm. Không phải chuyện đơn giản. Bị người ta đánh đập, bị đóng đinh, cái chết đau đớn, chết từ từ đấy. Bị trần truồng, treo lên trên cây thập tự. Và điều tệ hại hơn nhất là hiện diện của Đức Chúa Cha và Thánh Linh lìa khỏi Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu chết, bởi vì lúc đó Ngài mang tội lỗi của cả nhân loại. Nó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà Ngài chiều theo ý muốn của Đức Chúa Cha và Ngài nhận được sự thêm sức và nhận được phần thưởng của sự vâng lời đó, đó chính là sự sống lại và phá tan xiềng xích của ma quỷ, giành sự chiến thắng cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu mà Chúa Giêsu không vâng lời Đức Chúa Cha một cách hoàn toàn thì chúng ta không được cứu ngày hôm nay. Chúng ta nếu mà có tồn tại chỉ là một tổ chức tôn giáo, chẳng có giải quyết được cái điều gì hết. Nếu mà Chúa Giêsu không vâng phục Chúa Cha hoàn toàn ấy, thì ngày hôm nay chúng ta không thể nào đuổi quỷ được, và chúng ta chỉ có sợ ma sợ quỷ thôi. Không thể nào nhân danh Chúa đuổi quỷ và cầu nguyện chữa lành được. Nó sự vâng lời nó không phải là việc dễ dàng, nhưng đó là sự chọn lựa duy nhất trong cuộc đời của mỗi một chúng ta.
trong sách Xuất Hành đoạn 4 câu 24 đến câu 26. Đang khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và tìm cách để giết Môi-se. Tại sao Chúa lại tìm cách để giết Môi-se? Câu 25 giải thích: Sê-phô-ra là vợ của Môi-se là lấy con dao bằng đá cắt bao quy đầu cho con trai của mình, quăng dưới chân Môi-se và nói rằng: Trang là huyết lang của tôi. Đức Giê-hô-va bèn tha cho chồng nàng, bèn nói rằng: Huyết lang vì cớ phép cắt bì. Khi Môi-se không chịu làm lễ cắt bì cho con trai, Chúa tìm cách để giết ông, mặc dù Chúa trước đó Chúa kêu gọi ông để giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Mà trên đường ông về làm công tác ấy, cùng với gia đình, thì Chúa tìm cách giết. Bởi vì Môi-se là người Do Thái mà, người Israel mà, là người có giao ước, và tất cả những người ở trong giao ước đó phải làm phép cắt bì cho con trai vào ngày thứ 8. Nhưng mà lúc này con trai của Môi-se đã lớn rồi. Khi Môi-se thì lấy vợ không phải là người Israel, nhưng khi trở về để trở thành một phần của dân Israel ấy, thì mặc dù là quá khứ như vậy nhưng họ đã trở thành của Israel rồi, thì bắt buộc họ phải tham gia vào trong giao ước đấy bằng cách là các phép cắt bì. Nhưng Môi-se thì không chịu làm điều này và Chúa tìm cách giết ông. Tất nhiên ngày hôm nay, sau khi Chúa Giê-xu chết đi sống lại, chúng ta không cần phải làm lễ cắt bì cho con trai nữa, bởi vì phép cắt bì nó mang một cái ý nghĩa trong Tân Ước là cắt bỏ cái tính xác thịt, nhưng mà trong thời kỳ Cựu Ước thì là bắt buộc đối với người dân Israel. Chúng ta thấy không ạ? Chúa kêu gọi Môi-se nhưng mà Chúa lại tìm cách để giết Môi-se vì sự bất vâng lời. Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập nhưng mà Chúa lại giết dân Israel ở trong đồng vắng. Trong Tân Ước có giải thích điều đó đấy. Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập nhưng Chúa giết dân Israel ở trong đồng vắng vì sự bất vâng lời. Còn Môi-se thì sao? Bản thân Môi-se, Chúa nói với Môi-se rằng là ngươi hãy nói với hòn đá để nước sẽ chảy ra. Ông lại không nói, ông lại cầm cây gậy, ông đập vào hòn đá. Chúa nói ngươi bất tuân vâng, không vâng theo lời ta chỉ dẫn vào, ngươi cũng sẽ chết cùng với dân Israel trong đồng vắng mà không được vào trong xứ hứa. Đó là hình phạt cho Môi-se lớn. Môi-se là người có công rất lớn đối với dân Israel và người dân Israel tôn sùng Môi-se như một cái vị lãnh tụ vĩ đại. Chúa cho Môi-se nhìn thấy xứ hứa nhưng Chúa không cho Môi-se vào bởi vì ông bất tuân. Bất tuân ở đâu? Bất tuân ở việc Chúa bảo rằng là nói nhưng ông lại cầm đá, cầm cây gậy ông đập vào. Hai cái việc đấy là về bản chất ấy, thì nó đều chảy ra nước sau khi mà Môi-se đập cái hòn đá. Phép lạ vẫn xảy ra. Nhưng nó khác ở cái là cái sự chỉ dẫn ban đầu nó khác nhau. Chúa lúc đầu Chúa bảo Môi-se là chỉ nói thôi, nhưng ông lại đập cái cây gậy vào. Quý vị thấy không? Đôi khi nhưng mà sao Chúa nghiêm thế? Chúa rất nghiêm. Vì Kinh Thánh nói Chúa là đám lửa hay thiêu đốt mà. Chúa đòi hỏi sự vâng lời tuyệt đối, không phải là vâng lời một phần. Chúa đòi hỏi những người đi theo Ngài một sự vâng lời tuyệt đối. Phao-lô hay gọi mình là đầy tớ của Chúa. Chúng ta biết cái cụm từ đầy tớ đó, ngày hôm nay thì nó sử dụng nó nghĩa rộng. Nó dùng để chỉ những người phục vụ Chúa thì gọi là đầy tớ Chúa. Nhưng mà cái nghĩa của trong Kinh Thánh ấy, thì nó là nghĩa hẹp. Cái nghĩa hẹp của nó là gì? Để nó chỉ những người đầy tớ thực sự được mô tả ở trong Cựu Ước. Những người đầy tớ, những người nô lệ là những người không có bất cứ một cái quyền lợi nào hết. Thậm chí người đó đẻ ra con thì con cũng không thuộc về mình mà con thuộc về người chủ. Đấy, cái người đầy tớ là như thế mà. Người đầy tớ là người chủ có thể mua về, hoặc là bản thân cái người đấy nghèo khổ bán mình làm đầy tớ, làm nô lệ cho cái ông chủ đấy. Thì cái người đầy tớ đấy không có bất cứ một quyền gì hết, hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của người chủ. Người chủ có thể ngủ với người đầy tớ và đẻ ra con thì con là thuộc về người chủ đấy chứ không thuộc về người đầy tớ. Chúng ta biết câu chuyện đấy qua cái việc Sarah đưa Aga cho là đầy tớ của mình cho Abraham để ngủ cùng để sinh ra con, và con đấy được kể là thuộc về Sarah chứ không phải thuộc về Aga. Cho nên sự vâng phục của chúng ta cũng trở lên giống như tinh thần của một người đầy tớ, không có gì, không sở hữu gì hết, hoàn toàn là con chứ không. Chỉ khi nào mà chúng ta ở trong cái trạng thái của sự vâng phục Chúa một cách hoàn toàn thì lúc đó
vinh quang, vinh hiển Chúa mới có thể đến trên cuộc đời của chúng ta. Bà Catherine Kuhlman là người được gọi là người tin nơi phép lạ. Bà sống ở cái thế hệ trước của Benny Hinn, trước T.B. Joshua và nhiều những cái người nhân vật nổi tiếng mà quý vị biết ngày hôm nay đấy. Bà nói như này này, nhiều người chỉ thấy vinh quang của tôi thôi. Bởi vì khi bà đứng lên trên sân khấu thờ phụng Chúa, bà thờ phụng Chúa đấy mà ở dưới người ta được chữa lành. Người mù được thấy, người điếc được nghe. Bà cứ thờ phụng Chúa thôi là ở bên dưới người ta đã được lành rồi. Và nói rằng rất nhiều người chỉ thấy vinh quang của tôi mà không biết rằng là sau cái sân khấu này là cái gì. Đó là cả một cái sự trả giá rất lớn. Có một số người đến gặp các mục sư được ơn, nói mục sư đặt tay cầu nguyện sức dầu cho tôi để tôi cũng được ơn như mục sư. Sự sức dầu là không đến dễ dàng như thế đâu. Sự sức dầu nó không đến dễ dàng như vậy đâu. Bạn có sẵn sàng trả giá cho Chúa hay không? Khi Chúa kêu gọi, bạn có sẵn sàng vâng lời hay không? Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, mọi đam mê của mình để đi theo Chúa hay không? Bạn có sẵn sàng từ bỏ cái đam mê tuổi trẻ, cái danh vọng của mình như là OC để đi lấy một người đàn bà ở trong làm nghề mại dâm hay không? Đó là sự vâng lời đấy. Các bạn muốn vinh quang nhưng không muốn trả giá thì vinh quang nó sẽ không đến. Muốn được sự ban phước như Abraham, trở nên cha của người dân tộc, được giàu có, được dư dật về mặt vật chất, nhưng có sẵn sàng rời bỏ công việc và quê hương của mình để đi đến nơi mà Chúa kêu gọi hay không? Đặc điểm thứ ba của sự vâng lời đó là vâng lời ngay cả khi mình không hiểu hết được ý muốn của Chúa. Chúng ta xem sách Matthew đoạn 3 câu số 15. Rằng Chúa Giêsu nói với Giăng Báp-tít, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm trọn mọi công việc công bình. Giăng bèn vâng lời. Giăng thì làm báp têm của sự ăn năn. Ăn năn thì cho những người có tội. Thế Chúa Giêsu đến để xin làm báp têm. Giăng bảo, thầy đâu có tội gì mà thầy cần làm báp têm. Có phải không quý vị? Phép báp têm chỉ dành cho tội nhân thôi chứ đâu có dành cho người không có tội. Chúa Giêsu lại đến xin Giăng làm báp têm. Giăng ngạc nhiên bảo, thầy đâu có tội gì mà thầy đến xin làm lễ báp têm. Chúa Giêsu nói với Giăng là làm lễ đối với sao? Ý Chúa Giêsu sao? Làm phép báp têm cho mọi người có tội ăn năn, nhưng mà đối với ngài thì không phải là cho ngài có tội để ăn năn, mà để làm trọn cái gì? Mọi việc công bình Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói là Giăng bèn vâng lời. Giăng không hiểu hết được tại sao một người không có tội để đến xin làm lễ báp têm. Phải không anh chị em? Giăng không hiểu, nhưng mà Giăng vâng lời. Hebrew đoạn 11 câu số 8, bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bản thân Abraham có hiểu hết đâu. Trong tương lai nó như thế nào đâu có hiểu hết ngay đâu. Nhưng mà Abraham vẫn vâng lời. Nên vâng lời Chúa đôi khi không phải là chúng ta phải hiểu hết tất cả mọi cái. Chúa phải giải thích ngọn ngành cho con để con mới vâng lời. Đôi khi ấy, nó chỉ là một cái tiếng nói nhỏ nhẹ trong tâm mà mình xác nhận được đây là tiếng của Chúa và mình cứ đi thôi. Chuyện này không phải dễ dàng đâu anh chị em ạ. Không dễ dàng một chút nào đâu. Vì chúng ta là cứ phải hiểu hết thì mình mới làm, còn không hiểu thì mình sẽ không làm. Nhưng mà khi Chúa bảo chúng ta làm một điều, có khi chúng ta không hiểu, chúng ta vẫn cứ làm, và Chúa sẽ làm phần còn lại. Đó mới là sự vâng lời chứ. Mình hiểu hết tất cả mọi cái rồi thì đâu cần sự vâng lời. Vâng lời khi mà Chúa kêu chúng ta làm những việc ngược lại với ý của mình. Ý xác thịt của chúng ta là muốn giữ tiền chứ không muốn dâng tiền. Chúa bảo chúng ta dâng tiền nhưng mà xác thịt của chúng ta là không muốn. Chúa bảo chúng ta cầu nguyện nhưng xác thịt của chúng ta nói với chúng ta cái điều gì? Đi ngủ. Chúa bảo chúng ta cầu nguyện một tiếng nhưng mà chúng ta bảo 5 phút cũng là cầu nguyện rồi, Chúa biết lòng mình. Một lần kia Chúa nói với tôi,
con phải cầu nguyện cho người da đỏ ở đất nước Mỹ. Tôi thì có quá nhiều việc tôi phải cưu mang, nhưng mà Chúa nói thì mình cũng phải làm, phải cầu nguyện. Nhưng mà có khi là quên. Quên một lần Chúa lại nhắc mình trong giấc mơ luôn, cầu nguyện cho người da đỏ ở châu Mỹ. Và lúc đầu thì tôi cũng chả hiểu tại sao Chúa lại bảo mình cầu nguyện cho người da đỏ ở châu Mỹ. Nhưng mình cứ vâng lời mình cầu nguyện. Rồi sau đó, một lần tôi đi Mỹ. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao Chúa bảo cầu nguyện cho người da đỏ châu Mỹ. Vì khi tôi đến đấy, thì rất là mệt. Mọi người đi mua sắm xong phải chuẩn bị hôm sau để đi mua sắm tiếp. Trên đường đi về, Chúa nói với tôi rằng hôm sau có hai trận chiến. Chúa nói rõ giờ, một lúc trận chiến và lúc 9 giờ sáng, một hai trận chiến thứ hai và lúc 1 giờ chiều. Và khi tôi bắt đầu tôi hạ lòng kinh ăn cầu nguyện, thì Chúa cho tôi nhìn thấy người da đỏ kiện Chúa, kiện người da trắng, nói với Chúa rằng họ giết chúng tôi, cướp đất của chúng tôi. Và sau đó thì tôi thấy Chúa không nói gì hết. Và tôi biết là Chúa không nói điều đấy có nghĩa là Chúa đồng ý về việc đấy, là đúng, là sự thật. Sau đó tôi nhìn thấy người da đỏ họ quăng những cái bùa chú vào trong chính phủ Mỹ và làm gây rối loạn trong chính phủ Mỹ và rối loạn trên đất nước Mỹ, và đến bây giờ nó vẫn như thế. Chúa sẽ kêu mỗi một người chúng ta làm một việc, và có những việc mình không thích làm, nhưng mà khi Chúa bảo chúng ta làm là có lý do, mặc dù mình chưa hiểu tại sao. Có thể đột nhiên Chúa lại phán với anh chị em, con phải truyền giáo cho người dân tộc Chulu, người dân tộc Cơ Ho. Mình ở Chulu là cái gì ấy, Chúa? Nghe tên là lạ, Cơ Ho là cái gì ấy? Tuần trước thì tôi có một cái chuyến đi công tác ở Tây Nguyên. Trước đây mấy tháng tôi có một giấc mơ. Trong cái giấc mơ ấy, thì tôi làm mơ thấy cây dâu. Cây dâu tằm. Thì tôi rất để ý những cái gì diễn ra trong giấc mơ, bởi vì Chúa hay phán với tôi trong giấc mơ. Và tôi không hiểu ý nghĩa của cây dâu. Do đó tôi lên trên mạng tôi tìm Google, thì tỉnh Lâm Đồng là tỉnh mà trồng nhiều dâu nhất đất nước Việt Nam. Và sau đó tôi bảo ok, thế thì có thể là Chúa muốn nói mình là Chúa muốn mình sai mình đi đến tỉnh Lâm Đồng. Và trong cái chuyến vừa rồi tôi lên kế hoạch đi Gia Lai, đi Đắk Lắk và cuối cùng đi Lâm Đồng. Từ Lâm Đồng về Sài Gòn. Mà đi nhiều là hơi mệt quý vị nhé. Đi trên ô tô. Sau mỗi lần đi thế là cơ thể tôi đều có vấn đề. Vì nhiệt độ nó thay đổi nhiều quá. Ở miền Bắc mình đang rất lạnh. Đi vào trong Gia Lai thì là bắt đầu ấm. Đến một cái huyện ở Đắk Lắk thì lạnh, lạnh, lạnh đến nỗi mà mấy cô đeo ba cái tất, mặc đầy đủ các thứ, đêm vẫn không ngủ được. Sau đó đi xuống Buôn Đôn thì lại nóng ơi là nóng. Rồi đến Lâm Đồng thì là lạnh ơi là lạnh. Rồi sau đó lại vào Sài Gòn thì nóng ơi là nóng. Quý vị biết không, cơ thể nó thay đổi liên tục. Tôi bị cảm. Nhưng quý vị biết không, khi đến đặt chân đến Lâm Đồng á, tôi đến nhà con gái Chúa. Xin lỗi quý vị, đến giờ tôi đi vệ sinh, đi ra bên sau, đằng sau, nhìn thấy toàn cây dâu là cây dâu trồng ở đấy. Thế tôi, cái chỗ mà tiếp đón, thế tôi mới nhớ lại cái giấc mơ của mình, mà tôi tự nói trong tâm rằng là chắc chắn là hôm nay là Chúa sẽ làm gì đặc biệt ở trên cái hội thánh này. Trong hội thánh đó một nửa là người Kinh, một nửa là người dân tộc thiểu số. Mấy anh chị em biết không, buổi tối hôm đó 2 tiếng đồng hồ vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là tuyệt vời ở trong sự hiện diện của Chúa. Có những người đứng bên cạnh tôi không hề động đến họ, ngã lăn đùng đấy, ngất xỉu đó. Quyền năng phép lạ của Chúa xảy ra. Có những cái chúng ta chưa hiểu hết, nhưng mình cứ vâng lời, cứ đi theo điều Chúa bày tỏ. Đi bước 1 Chúa sẽ chỉ bước 2, đi bước 2 Chúa sẽ chỉ bước 3, chứ không phải là Chúa phải vẽ hết cho con thì con mới hiểu, thì con mới nghe theo lời của Chúa. Thế thì mình là Chúa của Giê-xu hay là Giê-xu là Chúa của mình? Có 4 điều mà tôi chia sẻ, 3 điều mà tôi chia sẻ với ông bà anh chị em về sự vâng lời. Thứ nhất, chúng ta vâng lời Chúa ngay cả khi điều đó gây thiệt hại cho bản thân chúng ta.
Thứ hai là vâng lời Chúa trong thử thách. Và thứ ba là vâng lời Chúa ngay cả khi mình không hiểu hết ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi xin chia sẻ thêm một điều nữa. Cách đây khoảng vào khoảng cuối năm ngoái, tôi nhận được một tin nhắn của một đầy tớ Chúa. Ông này cũng là một tiên tri, được ơn tiên tri đó. Ông ấy nhắn tôi là Chúa nói với tôi rằng là anh không vâng lời Chúa. Tức là trên đời này không có ai có quyền nói với mình như thế đâu. Chỉ có Chúa mới có quyền nói với mình vâng lời hay không vâng lời. Bởi vì Chúa mới biết được là mình vâng lời hay không, chứ còn không ai biết được. Nhưng mà vì người này là một đầy tớ Chúa, một người có ơn tiên tri, và là người tôi tôn trọng, cho nên tôi lắng nghe. Thế tôi bắt đầu tôi suy ngẫm lại mình có cái gì không vâng lời Chúa. Thì tôi suy ngẫm có một điều ngay lập tức đến với tâm trí của tôi. Đó là mấy năm trước đây ấy, Chúa nói với tâm linh của tôi là cần phải thuê một cái phòng cao ở Hải Phòng để cầu nguyện cho thành phố. Nhưng tôi không làm, tôi cứ chần chừ. Chần chừ vì tôi nghĩ thuê phòng cao đắt tiền lắm. Chỉ có mỗi Vinpearl khách sạn 5 sao này mới có phòng cao nhất ở Hải Phòng. Đắt tiền thì thôi. Cứ chần chừ. Sau khi mà tôi được nhắc nhở, thế được, ok Chúa, thế thì cảm ơn Chúa, bây giờ con sẽ cố gắng sắp xếp công việc để làm nhanh chóng. Và tôi thuê một cái phòng ở khách sạn ở chỗ thượng lý đây, và lên trên đấy cầu nguyện một hôm. Và khi mà tôi vào đấy, trước khi tôi vào đấy, tôi nói với Chúa rằng là thì con vào đấy thì theo ý Chúa thì là Chúa sẽ phải có một cái sứ điệp gì phán với con rồi. 24 giờ tôi cầu nguyện chẳng thấy Chúa nói gì hết. Nhưng tôi biết một điều này, nếu không vâng lời Chúa trong điều trước, đừng bao giờ mong Chúa phán điều sau. Giống như Sau Lơ đấy. Khi Chúa bảo Sau Lơ làm một điều ấy mà Sau Lơ không làm ấy, thì đừng bao giờ đến để mà cầu hỏi tiên tri Thu-rim hay U-rim gì cả. U-rim hay Thu-rim không có. Không vâng lời trước, đừng bao giờ mong Chúa phán điều sau. Nhưng cuộc đời của chúng ta đấy, cứ xin Chúa phán này, xin Chúa đến gặp lúc khó khăn, xin Chúa phán cái kia. Tai đầy gì làm sao mà nghe được. Vì mình không nghe lời Chúa trong điều trước, làm sao mình mong Chúa phán điều sau. Trong 24 tiếng tôi cầu nguyện, không nghe thấy Chúa phán bất cứ một điều gì. Tôi cầu nguyện với Chúa, lại Chúa xin cho tất cả mọi cái ở trong căn phòng này đều mang ý nghĩa tiên tri. Tôi vào trong phòng, tôi nhìn sang cái bức tranh ngay trên đầu giường là một cái hình ảnh con thuyền ra khơi. Nhìn sang đối diện cũng là một hình ảnh con thuyền ra khơi. Thì hôm sau đó là tôi bay vào trong Sài Gòn. Anh chị em biết không? 12 giờ đêm hôm đó, hơn 12 giờ đêm, hôm đó tôi đi ngủ, tôi bật điện thoại lên, tôi xem một cái tin, đó là nữ lead của anh đời. Trong cái 24 tiếng tôi ở khách sạn là tôi toàn cầu nguyện bằng tiếng lạ thôi. Tôi toàn cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tôi cũng không hiểu hết cái sứ điệp tiếng lạ mà tôi cầu nguyện. Nhưng mà cái việc lữ hàng Elizabeth đó là tại sao bà lại qua đời vào đúng cái đêm đó. Bởi vì Chúa đã cho tôi biết về cái sự kiện này trước đó mấy tháng. Khi Chúa cho tôi nhìn thấy hình ảnh của cái tháp Big Ben nghiêng 45 độ. Tôi không hiểu ý nghĩa, tôi nói chuyện với anh Mark, sao tháp Big Ben này nghiêng 45 độ? Tôi hỏi là thế trong lịch sử đã từng nghiêng bao giờ chưa? Anh nói có nghiêng. Mãi về sau tôi mới biết thêm thông tin cái tháp đó còn có cái tên là tháp của nữ hoàng Elizabeth. Có nghĩa là Chúa đã bảo tôi cầu nguyện cho nữ hoàng Elizabeth và cầu nguyện cho đất nước Anh. Vì nữ hoàng Elizabeth ấy, là vua của đất nước Anh ấy, đồng thời là giáo hội trưởng của giáo hội Anh giáo Anglican. Ở Việt Nam chúng ta không quen với Anh giáo. Anh giáo là một giáo phái rất lớn ở trên thế giới này. Một giáo phái tin lành rất lớn. Nghi thức thờ phượng của họ khá giống với Công giáo, tuy nhiên họ là tin lành. Họ cầu nguyện cũng làm dấu nhân Cha Con và Thánh Thần. Amen. Đó. Cũng làm dấu. Nếu như hoàng tử Charles lên mà thay thế cho nữ hoàng Elizabeth thì đất nước Anh có thể rơi vào trong sự khủng hoảng. Giáo hội có thể rơi vào trong sự khủng hoảng. Và điều rất đáng buồn là bà truyền chức cho thái tử Charles. Nhưng mà trong suốt khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tôi cầu nguyện cho nữ hoàng Anh và cầu nguyện cho Charles, cầu nguyện cho
Anglican Church, cho giáo hội Anh giáo. Nó quay trở lại cái sự vâng lời. Có nhiều khi chúng ta không hiểu hết ý Chúa. Khi chúng ta vâng lời, chúng ta đến một lúc nào đó chúng ta sẽ hiểu tại sao. Và nếu như chúng ta chết mà vẫn chưa hiểu tại sao, lên thiên đàng chúng ta sẽ hiểu tại sao. Chúa cần chúng ta là cần sự vâng lời. Chúa cần sự vâng lời hơn bao giờ hết đối với con cái của Ngài. Anh chị em khao khát được sự chúc phước từ nơi Ngài, hãy vâng lời Chúa. Người nào vâng lời, sẵn lòng vâng lời sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất Ê-sai đoạn 1 câu 19-20. Con vâng lời Chúa và con sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất. Ngài nói thêm về cái sự vâng lời đó, tôi lại nhớ đến cách đây mấy năm ở tại Malaysia, khi mà tôi đến thăm một cái hội thánh cầu nguyện quyền năng của Chúa chữa lành cho tất cả mọi người, anh chị em biết không? Trong đó có một người phụ nữ bị tê cái tay từ đây đến đây hơn 2 năm, tôi cầu nguyện không được chữa lành. Tôi hỏi Chúa ơi, sao cầu nguyện cho cô này mấy lần không được chữa lành? Chúa nói với tôi, ta bảo cô ấy làm một việc mà cô ấy không làm. Thế tôi bảo với cô này, thế Chúa bảo cô làm cái gì mà cô không làm? Tôi vừa nói xong cô bảo, Chúa bảo tôi tha thứ cho mấy cái người trong nhà thờ. Thế bảo thế thì con ngồi một góc đi mà ăn năn mà tha thứ đi, rồi quay trở lại tôi cầu nguyện. Xong mọi việc, cầu nguyện xong mọi người quay trở lại cầu nguyện, cô được lành hoàn toàn. Tôi liên lạc, thỉnh thoảng liên lạc lại với mục sư của cô ấy, hỏi thế tình hình cô ấy nào. Từ đó trở đi là hoàn toàn được lành. Quý vị bị tê chân cái quản tay này béo mà không có bất cứ cảm giác nào. Sự vâng lời sẽ dẫn đến phép lạ, sự vâng lời sẽ dẫn đến phước lành, nhưng sự bất tuân thì sẽ cản trở phước lành từ nơi Chúa, và sự bất tuân sẽ cản trở sự sức giàu của Chúa trên chúng ta và trên hội thánh của Ngài. Chúng ta cùng đứng dậy cầu nguyện. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.